các bạn đang nghe podcast báo phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh được phát trên phunuonline.com.vn, Spotify, Apple Podcast và Google Podcast. Mất răng hàng loạt vì không tái khám đúng hẹn. Bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Bảo Anh, khoa răng hàm mặt Bệnh viện Lê Văn Thịnh cho biết, mỗi ngày đơn vị mình tiếp nhận khoảng 100 trường hợp tái khám răng. Ước chừng khoảng từ 20 đến 30% trong số đó không tuân thủ tái khám đúng hẹn. Vài tháng, thậm chí cả năm sau, bị biến chứng gây ảnh hưởng chất lượng sống, không chịu đựng nổi, họ mới quay lại, dẫn tới nhiều hệ lụy đáng tiếc. Theo đó là những bệnh nhân bị các vấn đề liên quan đến tủy răng thường bị ảnh hưởng nặng nề. Viêm tủy răng là một tình trạng thường gặp do nhiều nguyên nhân, cụ thể là vệ sinh răng miệng kém, viêm nha chu, mảng bám cao răng gây viêm nú, chấn thương, v.v. Viêm tủy răng khiến răng bị đau nhức, ảnh hưởng đến sức nhai và chất lượng sống của người bệnh. Răng bị viêm tủy không thể tự phục hồi mà cần can thiệp càng sớm càng tốt. Nếu ở giai đoạn đầu chưa cần điều trị tủy thì chỉ cần uống thuốc. Tuy nhiên, khi để lâu, tủy bị viêm nặng thì bắt buộc phải lấy sạch tủy ra rồi vệ sinh và trám kín ống răng lại. Quá trình điều trị này cần thời gian đi lại nhiều lần nên nhiều bệnh nhân thường bỏ dở. Nếu không tuân thủ điều trị, viêm tủy sẽ diễn tiến nặng hơn thành nhiễm trùng mô tủy và các tế bào xung quanh. Bệnh nhân có thể bị chảy mủ ở chân răng, áp xe xương ổ răng, lung lay răng, thậm chí buộc phải loại bỏ chiếc răng này. Đó còn chưa kể đến tình trạng nhiễm trùng tại chỗ diễn tiến thành toàn thân, đe dọa tính mạng. Thời gian qua, bác sĩ Bảo Anh còn ghi nhận những trường hợp viêm nha chu không tuân thủ lịch tái khám. Bác sĩ Bảo Anh giải thích, viêm nha chu được diễn tả khi tổ chức quanh răng bị viêm. Biểu hiện là nú rất dễ bị chảy máu, sưng đau, nếu không điều trị sẽ diễn tiến nặng, hình thành ổ mủ trong nú, làm tụt lợi, lung lay răng, thậm chí mất răng hàng loạt. Nguyên nhân của viêm nha chu chủ yếu do di truyền. Ngoài ra, ở độ tuổi dậy thì, trẻ bị viêm nú nếu không chăm sóc và can thiệp đúng cách sẽ dẫn tới tình trạng viêm nha chu sau này. Nguyên nhân gây viêm nha chu còn do không lấy cao răng định kỳ 6 tháng một lần. Các mảng vôi bám vào, lâu ngày tích tụ gây viêm nú. Bệnh viêm nha chu không thể chữa khỏi, việc điều trị sẽ giúp kiểm soát để tình trạng không nặng lên hay lan rộng ra. Với trường hợp viêm nha chu, bác sĩ sẽ xử lý sạch, sau đó cho bệnh nhân uống thuốc kháng sinh để điều trị đợt viêm cấp tính. Tiếp theo, bệnh nhân cần tái khám hàng tuần, rồi mỗi tháng một lần và 3 tháng một lần. Nói chung, điều trị bệnh viêm nha chu vô cùng phức tạp, bệnh nhân phải đi lại nhiều lần. Thêm một nhóm bệnh về răng hàm mặt thường gặp là rối loạn khớp thái dương hàm. Tuy bệnh này không gây nguy hiểm tính mạng, nhưng ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng sống của bệnh nhân. Vì nghĩ bệnh không gây tử vong nên nhiều người chủ quan, không tuân thủ điều trị. Đôi khi cơn đau còn kéo dài, lan lên vùng thái dương khiến bệnh nhân không thể tập trung học hành, việc ngủ nghỉ cũng bị gián đoạn. Có rất nhiều nguyên nhân gây rối loạn khớp thái dương hàm. Bên cạnh việc nghiến răng khi ngủ còn do yếu tố di truyền như lệch khớp hàm bẩm sinh, thói quen nhai lệch một bên hay nhai đồ cứng, stress quá mức làm nghiến răng không tự chủ khi ngủ. Một điểm đáng lưu ý nữa liên quan đến trào lưu niềng răng. Không phải ai cũng lựa chọn được cơ sở nha khoa uy tín, chuyên nghiệp. Trong quá trình niềng răng, việc bác sĩ canh không chuẩn cũng gây ra tình trạng rối loạn khớp thái dương hàm. Để phòng tránh, cần cố gắng giữ cho tinh thần không rơi vào áp lực căng thẳng. Ngoài ra, nên ăn thức ăn mềm, cắt nhỏ đồ ăn, nhai đều hai bên. Tránh ngáp to, không nhai kẹo cao su thường xuyên. Khi bị đau, có thể xoa bóp hoặc chườm ấm để cơ giãn ra. Khi bị rối loạn khớp thái dương hàm, nếu không được can thiệp, bệnh nhân sẽ vô cùng khó chịu. Người bệnh đau tại vùng khớp thái dương hàm, kéo theo đau đầu, đau trong tai, trước tai, cứng khớp hàm, lệch hàm, đau cổ, v.v. Chưa kể thói quen nghiến răng sẽ làm răng bị mòn, nứt, gãy, ê buốt, biến dạng góc hàm, thậm chí dẫn tới bệnh ù tai mạn tính.